Giàu có nhưng tôi khốn khổ vì con cái tranh nhau tài sản. Chỉ vì miếng đất chưa được chia, các con tôi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ngay trước mặt mẹ và thông gia, khiến tôi xấu hổ, không ngẩng nổi mặt lên. Người ta khen tôi giỏi giang, thành đạt khi một thân một mình vẫn nuôi con thành tài. Không những vậy, tôi vẫn sở hữu một khối tài sản không quá lớn nhưng cũng đáng nể ở vùng thôn quê. Nhưng tôi cho rằng mình đã thất bại. Trong đó, thất bại lớn nhất là tôi không dạy được con. Tôi năm nay 65 tuổi. Chồng tôi mất cách đây 30 năm do bệnh hiểm nghèo. Anh mất, để lại cho tôi 3 con, 2 trai, 1 gái. Khi đó, kinh tế khó khăn, tôi phải làm ngày, làm đêm để nuôi 3 con ăn học. Từ bỏ nghề làm ruộng, gửi các con cho mẹ đẻ trông, tôi quyết tâm đi buôn. Thời kỳ đó, không sao kể hết nỗi cơ cực của tôi. Nhưng may mắn, tôi chịu thương chịu khó, lại nhanh nhạy nên việc làm ăn khá suôn sẻ. Tôi nuôi được các con ăn học, trả được hết số nợ trước đây vay để chữa bệnh cho chồng tôi. Không chỉ vậy, nhiều năm sau tôi còn vươn lên trở thành một trong những người giàu có ở vùng. Cách đây 5 năm, cảm thấy sức khỏe yếu đi và kinh tế tương đối ổn định, tôi nghỉ việc kinh doanh và giao lại cho 2 con trai tiếp quản. Nhưng mọi rắc rối bắt đầu từ đây. Con gái đầu của tôi lấy chồng xa, thương con nên khi con làm đám cưới, tôi chia cho con một mảnh đất trị giá không dưới 1 tỷ. 2 người con trai, ngoài việc cho tiếp quản công ty, mỗi con cũng được một mảnh đất tương tự. Ngày trước, các con còn độc thân, đều không quá quan tâm đến tài sản. Tuy nhiên, khi con lấy vợ có gia đình, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Không ít lần, tôi nghe con dâu thứ nói bóng gió rằng mảnh đất nhà anh chồng, tức con trai cả của tôi, dù tương đương về giá trị, nhưng hướng lại đẹp hơn mảnh đất tôi cho nhà con trai thứ. Không chỉ tị nạnh nhau về tài sản mẹ cho, các con còn tìm cách xin tiền mẹ mỗi lần có cơ hội. Mỗi lần xin tiền mẹ, các con đều có lý do. Khi thì cho cháu tiết 10 triệu đồng để học khóa tiếng Anh, khi thì cho cháu môn 15 triệu đồng tiền nộp học môn piano trên thành phố, khi thì tiền sửa nhà, tiền mở shop thời trang cho con dâu, vân vân. Các cháu rất thích dựa vào tài sản của mẹ. Tuổi già tôi tâm niệm không còn muốn giữ lại quá nhiều của cải, bởi chết đâu có mang đi theo được. Trước sau gì tôi cũng để lại hết cho các con. Thêm vào đó, tôi rất thương các con các cháu và không muốn mất hòa khí trong nhà. Vì vậy, khi các con kêu khó khăn, thiếu thốn, tôi đều giúp đỡ hết lòng. Nhưng các con không hiểu chuyện. Nhà con trai đầu xin được bà khoản này, nhà con trai thứ lại tị nạnh và ngược lại. Gần đây, một chuyện rắc rối lại xảy ra khi các con phát hiện ngoài 3 miếng đất đã chia cho con, tôi còn một mảnh nhỏ hơn nữa. Trị giá mảnh này chỉ khoảng 800 triệu, nhưng các con cũng không buông tha. Miếng đất này tôi dự tính giữ lại để phòng tuổi già, nhưng 2 nhà con trai cho rằng tôi giấu giếm để cho con gái. Mặc dù con gái của tôi rất thương mẹ và hầu như không ngó ngàng tranh chấp tài sản như các anh. Từ ngày biết chuyện, con trai cả tuyên bố con trai cả phải lo chuyện hương hỏa thờ tự cho bố mẹ, nên nghiễm nhiên miếng đất này tôi phải để cho con. Con trai thứ nhất quyết không chịu khi cho rằng anh cả đã được phân mảnh đất đẹp hơn nên mảnh này đương nhiên phải cho con để bù đắp. Không chỉ vậy, các dịp họp gia đình như lễ, Tết, sinh nhật, các con đều mang chuyện miếng đất ra để nói và tạo áp lực để tôi phải giải quyết. Hôm vừa rồi, sinh nhật cháu gái út, có mặt cả thông gia, vậy mà 2 con trai của tôi lại đem chuyện phân chia tài sản ra để tranh cãi. Có chút hơi men trong người, các con nổi nóng rồi xông vào đánh nhau. Nhìn cảnh đó, tôi đau lòng vô cùng. Tôi biết, ngày nào chưa chia phần đất đó, các con không để cho tôi được yên. Người ta nói, cả đời lao động chăm chỉ, cuối đời được hưởng phúc. Sao tôi lại bất hạnh đến như vậy? Ở tuổi 40, phải biết ngay điều này để hối hận. Kính thưa quý vị, sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng cuộc sống sẽ chẳng vì ai, sẽ chẳng vì những lời oán trách mà đi theo một quỹ đạo khác. Cuộc đời mỗi người chúng ta, nhìn qua nhìn lại, thật bận rộn, mệt mỏi. Dù cho cả một đời vất vả,
nhưng sau cùng vẫn có nhiều việc ta chẳng thể hoàn thành được. Cả một đời cố gắng tiết kiệm, tàn tiện, tích góp, vậy mà vẫn thấy tiền bạc không bao giờ là đủ cả. Con người ta cả một đời cố gắng chịu đựng, nhường nhịn, thậm chí lo sợ, nhưng dù cho cẩn thận thế nào thì ta vẫn bất cẩn gây ra lỗi lầm với không ít người. Cả một đời chúng ta đều đang học đọc, học viết, học cảm thông, nhưng dù có thông minh đến mấy thì vẫn phải đối diện với không ít lần thua thiệt. Cả một đời dù cho cố gắng tỉnh táo bao nhiêu, bình tĩnh bao nhiêu thì sau cùng vẫn không tránh khỏi những lần nuối tiếc đến cay đắng. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn, còn bản thân mình thật bé nhỏ. Có những chuyện không cần phải xem nặng đến thế. Bản thân ta vốn đã rất khổ, rất mệt, nên cũng không cần vì những chuyện không đáng mà dày vò bản thân. Đời người vốn là một con đường hoằn nghèo, nên chắc chắn có rất nhiều chuyện khiến ta không vừa lòng. Vì thế, không cần cưỡng ép bản thân phải đi thẳng. Ta cố gắng hết mình thì kết quả ra sao cũng nên vui vẻ chấp nhận. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng đời người quá ngắn ngủi để tính toán chi li những điều nhỏ nhặt. Có những việc không hiểu được thì không cần phải hiểu. Có những người không đoán được thì không cần phải đoán. Có những lời lẽ nghĩ không thông thì không cần phải nghĩ thêm được nữa. Những điều không vui trước đây, hãy đem nó cất vào một xó bụi bặm. Vậy nên hãy nhắc nhủ mình thường xuyên: tôi không được hoàn hảo, nhưng nhất định phải sống chân thành. Tôi không được giàu có, nhưng nhất định phải sống vui vẻ. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng cuộc sống sẽ chẳng vì ai, sẽ chẳng vì những lời oán trách mà đi theo một quỹ đạo khác. Dù ta có oán trách hay không thì cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Dù ta có buồn phiền đến đâu thì đời người vẫn y như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền nhiều thì ta chính là người khổ não nhất, mệt mỏi nhất. Có khóc, cuộc đời sẽ không vì thế mà chảy nước mắt vì ta. Có khổ thì cuộc đời cũng không bởi thế mà thêm phiền não. Sinh ra là con người thì phải chấp nhận, đâu phải chuyện nào cũng luôn thuận buồm xuôi gió, xuôi trèo mát mái, nhất là trong công việc, sự nghiệp riêng. Người sống ở đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Vậy sao ta không vui sống cho đến cuối đời này, cho thỏa một kiếp người? Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng đừng vì những người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng vì những người chỉ vụt thoáng qua trong đời mà lưu luyến không thôi. Đừng vì những điều bản thân không hài lòng mà phải long đong khổ sở, sống trong muộn phiền. Hãy sống vì bản thân, dù cho cuộc sống cho ta điều gì thì hãy vui vẻ đón nhận. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác. Hãy là chính mình, đi theo con đường mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Đó mới là thái độ sống tốt nhất. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng những gì mình không với tới cũng không nhất thiết phải mong muốn thái quá. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Khi thấy mệt mỏi, hãy buông lỏng bản thân và ngồi xuống uống tách cà phê, nghe một vài bản nhạc hay. Khi thấy khó chịu, hãy tìm tới người thân yêu nhất để thổ lộ tâm sự. Những lúc buồn phiền, hãy tự mình tìm kiếm niềm vui, nhưng đừng đánh mất hạnh phúc. Những lúc bận rộn, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng đừng đánh mất sức khỏe. Những lúc mệt mỏi, hãy dừng chân lại, nhưng đừng đánh mất niềm vui. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng đừng làm khổ bản thân vì đời người cũng chỉ mấy chục năm ngắn ngủi. Chỉ trong chớp mắt là đã hết một đời. Không oán trách, chỉ trích bản thân, trừ lại cho mình một phần lạc quan, an yên. Không cưỡng cầu, mong mỏi thái quá, trừ lại cho bản thân một phần điềm tĩnh, thản nhiên. Không so đo, tính toán chi li, trừ lại cho bản thân một phần tình cảm chân thành nhất. Cũng đừng hâm mộ phần hào quang của người khác thái quá. Không chê trách thói đời nóng lạnh, tự tin kiên định với lựa chọn của bản thân mình. Cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn nhắn gửi rằng dù ở tuổi nào thì cách sống tốt nhất vẫn là nghĩ thông, nhìn thoáng và ổn.